Dạ, mến chào quý cô chú anh chị của kênh LTK Bonsai trên mọi miền Tổ quốc ạ. Hôm nay cây cảnh Huy Hoàng của em có một số loại cây để giao lưu với quý cô chú anh chị ạ. Cây miền núi gồm có bằng lăng, rồi lâm dồ ha. Cây đồng bằng, miền đồng bằng thì có mai chiếu thủy, nè, nguyệt quế, ngâu, linh sam ạ. Em ở quốc lộ 91, khu vực Thế Chinh, phường Phước Thế, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ ạ. Số điện thoại của em là 0939081082 quý cô chú anh chị. Dạ, đây là cây đầu tiên của cây cảnh Huy Hoàng ngày hôm nay ạ. Đây là một cây mai chiếu thủy ha quý cô chú anh chị. Dạ, mã hôm nay là mã Y ha. Mã này là mã 1Y ạ. Để em xay một vòng rồi em đo thông số cho quý cô chú anh chị tham khảo ạ. Rồi. Dạ, cây có chiều cao là khoảng 34 ạ. Tổng tán ngang gì là khoảng 50 ạ. Cây có đế đẹp lắm ha cô chú anh chị. Đây. Dạ, cây có hoành thân là khoảng 28 ha. Đây. Đây, rồi đế dưới đây thì lớn hơn nha. Đây, hai tay em ôm lại không hết ha quý cô chú anh chị. Cái hoành đế rất là nhiều ạ. Về cô chú anh chị trồng sang chậu khai thác giùm em ha. Những cây nằm chậu thì em không có ship chậu ạ. Chậu này chậu xi măng ha. Em bó bầu cho cây nhà mình đi an toàn hơn ạ. Dạ, mã 1Y 1,4 triệu em bao ship ha quý cô chú anh chị. Cây em vô dây hoàn thiện ha. Xương cành gì tàn nó cũng ấm luôn rồi ạ. Cây này không có bị lũa bị gì hết ha quý cô chú anh chị. Dạ rồi, xuống cây giùm em ạ. Dạ, tiếp theo cũng là một cây mai chiếu thủy ạ. Đây. À, mã này là mã 2Y ha quý cô chú anh chị. Đây. Em xay rồi em đo thông số cho mình ạ. Dạ. Cây này có chiều cao là khoảng 35 ạ. Tổng tán ngang tương đối gì là khoảng 45 ạ. Cây này đế rất là đẹp ha. Cây này có hoành thân là khoảng 30 ha quý cô chú anh chị. Đây em đo em trừ hao cho mình đó. Đế dưới đây thì còn rất là nhiều ha. Về cô chú anh chị chồng cũng khai thác thêm giùm em ha. Cây này mã 2Y cũng có giá 1,4 triệu quý cô chú anh chị. Cây có một mặt cắt ở đây ha. Và cây mặt cắt thì nó cũng đang kéo lại từ từ ạ. Đây. Xương cành thì cây cũng vô dây cho mình ha. Cây thành phẩm ạ, vô 2-3 nước dây hết rồi ạ. Ấm tàn ha cô chú anh chị. Đây, em xay rồi em xuống cây ha. Cái nào cô chú anh chị không rõ thì liên hệ với em chụp hình cho mình nhìn xem cho nó rõ thêm ha. Dạ rồi, xuống cây giùm em ạ. Dạ, mã 3Y ha. Hôm nay em được 3 cây mai chiếu thủy ạ. Đây, cây nào nhìn cũng ấm tàn ha. Dáng thế thì ra tay chi đều đầy đủ hết ạ. Đây, cây này có chiều cao cũng khoảng 35 ha quý cô chú anh chị. Tổng cái tán ngang gì là khoảng 62 ạ. Đây, tổng tán dài vậy ha. Em đo hoành thân ha. Hoành thân ngay chỗ lớn đây là khoảng 28 ha quý cô chú anh chị. Rồi ngay cái eo gì thì khoảng 18 ạ. Cây nào cũng có đế rất là nhiều ha. Đây, cây này cũng có đế. Ở đây thì nó có những cái mặt cắt mà đã xăm cứng hết ha cô chú anh chị. Đây, cây già cây ạ. Có mặt cắt trên đây ha. Cũng đang kéo lại từ từ ạ. Dạ, mã 3Y 1,2 triệu em bao ship cho mình ha quý cô chú anh chị. Đây, xương cành thì lớn ha, nhìn với ngón cái của em á thì nó lớn hơn ngón cái của em nữa nè ha, vô dây hoàn thiện hết rồi ạ. Rồi xuống cây quý cô chú anh chị. Cô chú anh chị mua cây liên hệ số điện thoại của em là 0939081082 ha. Đây cũng là số Zalo của em ạ. Dạ, tiếp theo là mã 4Y quý cô chú anh chị. Đây là một cây linh sam song hình ha. Cây cũng đang có hoa ha, nhưng mà linh sam thì trong quá trình ship nó sẽ bị rụng lá ha quý cô chú anh chị. Về mình trồng mình bỏ trong mát rồi thêm giá thể thì nó sẽ phát triển khỏe mạnh và cho hoa lại bình thường ạ. Dạ, cây này có chiều cao là khoảng 50 ạ. Cây thành phẩm ha, ấm tàn hết ạ. Tổng tán ngang tương đối gì là khoảng 75 ha quý cô chú anh chị. Tổng tán dài á. Còn cái tán ngang em đo cho mình ha. Tán ngang là khoảng 39 ạ. Đây, cốt cành nhìn ha cô chú anh chị, rất là già ha. Lớn luôn ha, em vô dây ha. Dán trực lắc ha. Em đo hoành thân sát đế dưới đây là khoảng 22 ha quý cô chú anh chị. Nè, em đo ngay cái eo nhỏ nhỏ gì ha. Cái eo gì là khoảng 17 ạ. Đây, đế nở hết ha. Đế đều hết luôn nè cô chú anh chị. Nhìn đi, đế rất là đẹp ạ. Cây này về mình trồng vô cái chậu đẹp sẽ tăng giá trị của cây thêm ha. Mã 4Y ha quý cô chú anh chị. Đây, cây này 1,5 triệu. 1,5 triệu em bao ship cho mình ha. Đây, dạ rồi, xuống cây giùm em ha. Cô chú anh chị mua cây liên hệ số điện thoại của em là 0939081082 ha. Đấy cũng là số Zalo của em ạ. Em ở quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ ạ. Dạ, mã tiếp theo là mã 5Y ha. Đây cũng là một cây linh sam song hình ha.
Dáng này dáng trực lắc hay quý cô chú anh chị. Đài cây này rất là đẹp luôn ạ. Đều tàn, ấm tàn hết luôn ạ. Cốt cành gì cũng đã lớn hết ạ. Cây rin thông ghép hay quý cô chú anh chị. Đài. Dạ cây này có chiều cao là khoảng 57 ạ. Tổng cái tán dài như gì là khoảng 65 ha. Dạ tổng tán ngang gì là khoảng 47 ạ. Đài dáng trực lắc nhìn rất là đẹp ha cô chú anh chị. Dạ cây có hoành thân ha, khoảng 23 hả quý cô chú anh chị. Đây đế thì cũng lớn hết ha. Đây cây đế nở đều hết luôn ạ. Dạ rồi. Đây có lít lũa ngay chỗ này mà nó xăm cứng hết, không hề bị gì luôn ha. Đây không có bị gì hết cô chú anh chị ơi, nhìn giùm em ha. Đây dạ này là mã 5y ha, là 1.700.000 em bao ship hả quý cô chú anh chị. Những cây nằm chậu nhân gì thì em không có ship chậu ha, về cô chú anh chị mua cái chậu đẹp đi trồng vô cho cái cây nó tăng giá trị thêm ạ. Những cái bông này thì trong quá trình ship nó rụng nha cô chú anh chị, lá luôn ạ. Về mình trồng mua mốt nó rực hoa luôn ạ. Dạ rồi xuống cây ạ. Cây trong mùa dịch đi chậm cô chú anh chị thông cảm chờ và nhận cây giùm em ha. Hôm nay em được 3 cây linh sam song hình ha. Cây lớn nhân gì mình mua về mình chơi rất là đẹp hả cô chú anh chị. Về sang chậu ạ. Cây thành phẩm ạ. Cây rất là già ha. Rồi cây này có chiều cao là khoảng 43 ạ. Tổng cái tán dài như gì là khoảng 70 hả quý cô chú anh chị. Rồi tán ngang tương đối gì là khoảng 41 ạ. Đây cây dáng trực lắc không ha, nhìn rất là kéo cây ạ. Dạ cây có hoành thân là 22 quý cô chú anh chị. Đây em xây rồi em báo giá rồi em xuống cây ha. Dạ cây 6y này là 1.600.000 em bao ship cho mình ạ. Đây cây thành phẩm hết là em vô dây hoàn thiện hả cô chú anh chị. Đây dàn xương thì cô chú anh chị cũng nhìn ha, em vô dây hết rồi nè. Xương thì lớn rất là lớn ha. Tay cành thì bằng ngón cỡ bằng ngón cái của em ha. Đế đều luôn ạ. Dạ rồi 6y hả cô chú anh chị, 1.600.000 ạ. Em xuống cây ạ. Cô chú anh chị mua cây nhớ chốt đúng mã số giùm em ha, để em gỡ đúng cây cho cô chú anh chị ạ. Dạ. Tiếp theo mã 7y hả cô chú anh chị. Bữa nay em cũng có 2 cây sam trái ạ. Những cây linh sam của clip trước á, giờ thì em cũng giao lưu hết. Em cũng rất là cảm ơn cô chú anh chị xa gần đó ủng hộ cây cảnh em trong thời gian qua ạ. Dạ rồi em để em xây rồi em đo thông số cho mình ha. Đây. Dạ cây này có chiều cao là khoảng 26 ha cô chú anh chị. Tổng cái tán ngang tương đối gì là khoảng 37 ha. Tổng cái tán dài gì là khoảng 60 ạ. Đây, đây là cái cây này nó có mặt tiền ở đây nè, để em quay dàn xương cho cô chú anh chị coi ha. Đây cây rất là già cây ha. Em vô dây cốt cành thì rất là lớn ha. Đây cây có đế đẹp ha cô chú anh chị. Đây là sam trái nha. Em bao với cô chú anh chị là sam trái ha. Cô chú anh chị trồng thời gian không có trái thì liên hệ em ha, trả cây lại ha. Dạ, mã 7y ha, 1.500.000 em bao ship ha cô chú anh chị. Đây. Để em đo cái hoành thân cho mình. Rồi. Cây này hoành thân khoảng 10 ha cô chú anh chị. Đây. 10 ạ. Cây có đế luôn ạ. Có đế lên ha. Rồi, khỏi đo cái đế đi, nhìn cái đế gì là đấy nó nôm lên ha, nhìn rất là đẹp ha. Đây là sam trái ạ. Rồi xuống cây ạ. Rồi tiếp theo mã 8y cũng là một cây sam trái hả quý cô chú anh chị. Đây. Em xây rồi em đo thông số cho mình ha. Đây, cây này dáng rất là quái ạ. Dạ rồi, cây này có chiều cao là khoảng 29 ạ. Tổng cái tàn đổ xuống gì là khoảng 49 hả cô chú anh chị. Tán ngang tương đối gì là khoảng 32 ạ. Đây. Cái hoành cây này khoảng 11 hả cô chú anh chị. Đây. Cây có đài em nghiêng cho mình sam khảo dàn xương ha. Cây già lên nu hết ạ. Đây là sam trái ạ. 8y 1.600.000 ha cô chú anh chị. Em bao ship luôn ạ. Đài cây thường chậu hết, về cô chú anh chị sang chậu đi mua mốt nó có trái chùm chùm luôn, nhìn rất là đẹp ha cô chú anh chị. Dạ rồi mã 8y 1.600.000 ạ. Rồi xuống cây giùm em ạ. Dạ tiếp theo là ngâu ha cô chú anh chị. Đài mã 9y ha là ngâu ạ. Em xây rồi em đo thông số ạ. Rồi. Dạ cây ngâu này có chiều cao là khoảng 52 ạ. Tổng tán ngang tương đối gì là khoảng 55 hả cô chú anh chị. Em đo cái hoành thân ha. Hoành thân là khoảng 19 ạ. Đây. Dạ cây ngâu mã 9y này là 800.000 em bao ship cho mình hả cô chú anh chị. Ngâu thì có bông màu vàng cũng có trái nữa ha.
Cây thì này là em vô dây cho mình hết rồi ha, cốt cành gì cũng đã lớn rồi. Cây này cũng có đế đẹp nữa ha. Rồi xuống cây giùm em hả cô chú anh chị. Rồi cái nào cô chú anh chị không gõ thì liên hệ em ha, em chụp hình cho mình gõ thêm ạ. Cây trong mùa dịch thì đi chậm, mong cô chú anh chị chờ và nhận cây giùm em ha. Cây có vấn đề gì thì liên hệ với em, số điện thoại của em là 0939081082 ạ. Đó, số đó cũng là số Zalo của em ạ. À, mã 10Y cũng là một cây ngâu quý cô chú anh chị. Đây. Dạ, cây này có chiều cao là khoảng 54 ạ. Tổng tán ngang tương đối gì là khoảng 52 ạ. Đây. Cây này có hoành thân là 18 hả cô chú anh chị. Đây. Cây này có đế đẹp lắm hả cô chú anh chị. Đây, đế bên này đế luôn ạ. Dạ, mã 10Y 850.000 em bao ship ha. Cây cốt cành gì cũng lớn hết ha, em vô dây cho mình hết ạ. Rồi xuống cây giùm em ạ. 11Y cũng là một cây ngâu ha quý cô chú anh chị, mỗi cây mỗi dáng khác nhau ạ. Cô chú anh chị thích dáng nào thì liên hệ với em ha. Đây, và nhớ chốt đúng mã số giùm em là em cảm ơn rất nhiều hả cô chú anh chị. Dạ rồi, cây này có chiều cao là khoảng 40 ạ. Tổng cái tán dài gì là khoảng 45 ạ. Đây. Em đo hoành thân ha, hoành thân cây ngâu là khoảng 12 ạ. Cây này có nguyên một cái hoành đế dưới đây ha cô chú anh chị. Đây là khoảng 30 ha cô chú anh chị. Đây, khoảng 30 ạ. Cây này là cây ngâu ha, đem nghiêng nghiêng cho mình coi dàn xương ha, tham khảo ạ. Cây được vô hai nước dây hết ha. Cây này 11Y 750.000 em bao ship luôn ha quý cô chú anh chị. Đây. Rồi, em xuống cây cho mình ha, em lên cây khác ạ. Cái nào không gõ thì cô chú anh chị liên hệ với em rồi em chụp hình cho mình gõ thêm ạ. Dạ, mã 12Y, đây là một cây nguyệt quế lá sắn bông trùm ha cô chú anh chị. Cây nguyệt quế thì thường chậu hết ạ. Nguyệt quế thì cho hoa màu trắng và rất là thơm ha, phù hợp với khí hậu luôn ạ. Khí hậu nào trồng cũng được hết ạ. Dạ rồi, cây có chiều cao là khoảng 35 ạ. Tổng tán ngang tương đối gì là khoảng 52 ha cô chú anh chị. Đây. Cây có hoành thân ngay chỗ này là khoảng 15 ạ. Cây có nguyên một cái bộ đế nơm lên ha, khoảng một gang tay của em ha. Để em đo hạo hạo cái hoành hoành đế gì cho cô chú anh chị tham khảo thôi ha. Dạ khoảng 50 ha. Đây. Cây nguyệt quế thuần chậu ha, có cái đế nó nơm lên rất là đẹp ha cô chú anh chị. Đây. Dạ rồi, cây này là 900.000 ha. À, nguyệt quế này là 12Y ha cô chú anh chị. Em vô dây cho mình hết rồi ha. Cây có đế rất là đẹp ạ. Rồi xuống cây giùm em ha. Những cây nằm chậu gì em không có xếp chậu ha cô chú anh chị. Mong cô chú anh chị thông cảm giùm em ha. Em bó bầu cho cây của mình đi an toàn ạ. Dạ, 13Y cũng là nguyệt quế lá sắn bông trùm ạ. Rồi. Để em đo thông số ạ. Cây này có chiều cao là khoảng 40 ha cô chú anh chị. Dạ, tán ngang tương đối gì là khoảng 46 ạ. Đây, cây này dáng đẹp ạ. Rồi, cây này có hoành thân là khoảng 17 ạ. Đây. Cái chiều dài của cái hình thú như vậy là khoảng một gang tay của em ha. Rồi có thước dây em đo luôn đây. Là khoảng 19 nha cô chú anh chị. Đây cây cũng có đế nè. Dạ rồi 13Y 850.000 em bao ship cho mình luôn ạ. Đây. Cô chú anh chị mua cây nhớ chốt đúng mã số giùm em ha. Thích cây nào thì liên hệ số điện thoại của em là 0939081082 ạ. 13Y một cây nguyệt quế lá sắn phong trùm 850.000 em bao ship ha cô chú anh chị. Rồi xuống cây giùm em ạ. Tới 14Y ha. 14Y cũng là một cây nguyệt quế luôn ạ. Cây nhà em bán đều là cây thuần chậu hết ạ. Và bán thì bao sống và bao ship cho cô chú anh chị ha. Nên cô chú anh chị mua cây an tâm đi ha. Khi đi thì em cũng có thêm giá thể cho mình ạ. Dạ, cây này có chiều cao là khoảng 35 ha. 14Y ha, nguyệt quế ha cô chú anh chị. Tán ngang tương đối gì là khoảng 45 ạ. Rồi. Cây này có hoành thân là khoảng 13 ha cô chú anh chị. Chiều dài cái dáng nằm đây là khoảng 16 ạ. Đây. Dạ, cây này là 700.000 em bao ship luôn ạ. Đây, nguyệt quế lá sắn bông chùm ha cô chú anh chị. Hoa nguyệt quế thì thơm ạ. Rồi xuống cây giùm em ha. Dạ, em lên linh sam ha cô chú anh chị. Đây là linh sam đa ưu điểm ạ. Đây. Linh sam của những clip trước thì em cũng giao lưu hết rồi. Em cũng rất là chân thành cảm ơn tất cả các cô chú anh chị gần xa đã ủng hộ em ạ. Dạ rồi 15Y là linh sam ha. Để em đo thông số ạ. Cây này có chiều cao là khoảng 32 ạ.
tổng cái tán ngang gì là khoảng 50 ạ. Đây. Cây này có hoành thân là khoảng 21 ha quý cô chú anh chị. Cây nào đế cũng nở hết ạ. Đây, này là linh sam đa ưu điểm ha quý cô chú anh chị. Có hoa đậm và ít gai hơn ha. Dạ rồi, 15 y là 800 ngàn em bao ship cho mình ạ. Rồi xuống cây giùm em ha. Lô linh sam này là em vô hai nước dây hết cho mình ha quý cô chú anh chị. Đây, về sang chậu rồi mình chơi thôi ha. Dạ 16 y ha, cũng là linh sam đa ưu điểm ạ. Rồi để em đo thông số ạ. Cây này có chiều cao là khoảng 40 ạ. Tổng cái tán ngang em đo tới đây là khoảng 47 ha cô chú anh chị. Có một nhánh rơ xuống gì là khoảng từ đây xuống đây là khoảng 45 ạ. Đây, rồi em đo hoành thân ạ. Hoành thân cây này khoảng 16 ha quý cô chú anh chị. Đây. Dạ 16 y 850 ngàn em bao ship luôn ha. Cái này là linh sam đa ưu điểm ha. Đây là mặt bông của linh sam đa ưu điểm nè ha quý cô chú anh chị. Cái bông nó đậm hơn ha. Đây, và nó ít gai hơn ạ. Đế thì nở hết ha. Rồi xuống cây giùm em ha. 16 y 850 ngàn ạ. Cây này là cây 17 y 800 ngàn ha quý cô chú anh chị. Linh sam này cô chú anh chị mua nhớ chốt đúng mã số giùm em ha. Để em gỡ đúng cây cho mình ạ. Dạ cây này có chiều cao là khoảng 26 ạ. Tổng cái tán dài nhân gì là khoảng 57 ha quý cô chú anh chị. Đây. Cây nào đế cũng nở hết ạ. Dạ cây này có hoành thân là khoảng 19 ạ. Đây. Rồi cây này là 17 y 800 ngàn quý cô chú anh chị. Linh sam đa ưu điểm ạ. Những cây linh sam này trong quá trình ship bị vàng lá ha cô chú anh chị. Rồi em xây rồi em xuống cây ạ. Rồi xuống cây ha. Cái nào cô chú anh chị không gõ thì liên hệ với em ha. Để em chụp hình cho mình gõ thêm ạ. Dạ mã này là mã 18 y ạ. 850 ngàn ạ. Cũng là linh sam đa ưu điểm ạ. Mỗi cây mỗi dáng khác nhau ha quý cô chú anh chị. Dạ cây này có chiều cao là khoảng 33 ạ. Tổng cái tán dài tương đối gì là khoảng 57 ạ. Đây. Cây có hoành thân là khoảng 17 ạ. Cây này 18 y 850 ngàn ạ. Quý cô chú anh chị ha. Cây nào cũng đang có chân hoa rất là nhiều ha. Đây vàng xương đây em vô dây cho mình hai nước hết rồi ha cô chú anh chị. Đây. Cây đế nở hết trơn luôn ạ. Rồi xuống cây giùm em ạ. Tiếp theo là 19 y là linh sam đa ưu điểm luôn ha quý cô chú anh chị. Cây này là 800 ngàn em bao ship ạ. Cây nhà em bán điệu bao ship bao sống nên cô chú anh chị yên tâm đi ha. Dạ cây này có chiều cao là khoảng 35 ạ. Tổng tán ngang tương đối gì là khoảng 57 ạ. Cô chú anh chị mua cây có vấn đề gì thì liên hệ với em ha. Số điện thoại của em là 0939 081 082 ha. Đây cũng là số Zalo em ở quận Ô Môn thành phố Cần Thơ ạ. Dạ rồi, cây này có hoành thân là khoảng 16 ạ. Cây này là mã 19 y 800 ngàn ha quý cô chú anh chị. Đây là linh sam đa ưu điểm ạ. Đây, em xây rồi em xuống cây ha cô chú anh chị. Rồi, xuống cây giùm em ạ. 20 y ha quý cô chú anh chị. Cây này cũng 800 ngàn luôn ạ. Đây, dáng này nhìn đẹp, cây này đẹp ạ. Dạ, cây này có chiều cao là khoảng 37 ạ. Tổng cái dáng ngang tương đối gì là khoảng 60 ạ. Cây này có hoành thân là khoảng 15 ha cô chú anh chị. Đây, cây này là 20 y ha. 800 ngàn em bao ship cho mình luôn ạ. Cây này ấm tàn ha. Dáng thì cũng đẹp luôn ha cô chú anh chị. Xương cành thì cũng đã vô dây hai nước hết cho mình ạ. Đây, cái này về sang chậu rồi, tưới nước rồi có hoa. Dạ rồi, 20 y 800 ngàn ạ. Rồi xuống cây giùm em ạ. Cây trong mùa dịch ship đi chậm hơn bình thường ha cô chú anh chị. Mong cô chú anh chị chờ đợi và nhận cây giùm em ạ. Em rất là chân thành cảm ơn ạ. Dạ mã 21 y là cũng là 800 ngàn ạ. Linh sam đa ưu điểm ha quý cô chú anh chị. Cây này có chiều cao là khoảng 37 ạ. Tổng cái tán dài gì là khoảng 60 ạ. Đây. Cây này có hoành thân là 23 ha quý cô chú anh chị. Đây. Cây nào cũng có đế hết ha. Đế thì nó nở hết ạ. Dạ 21 y 800 ngàn ạ. Cốt cành thì già hết ha. Em vô dây hoàn thiện ạ. Đây. Rồi xuống cây giùm em ạ. Tiếp theo cũng là linh sam mã 22 y hả quý cô chú anh chị. Cái này là linh sam song hình ạ. Đây.
Để em đo thông số ạ. Cây này có chiều cao là khoảng 42 ạ. Cái tàn mà rơi xuống gì cũng là 42 luôn hả quý cô chú anh chị. Đây. Em đo hoành thân nha. Hoành thân cây này khoảng 13 ạ. Đây. Cây này là 22Y 650.000 em bao ship luôn ạ. Cái này là linh sam song hình hả quý cô chú anh chị. Em cũng đã vô dây cho mình luôn ạ. Đây. Đế thì cũng nở luôn ạ. 22Y nha. 650.000. Gọi xuống cây giùm em ạ. Cô chú anh chị mua cây nhớ chốt đúng mã số giùm em ha. Em rất là chân thành cảm ơn nhiều ạ. À, dạ tiếp theo là mã 23Y hiếu quý cô chú anh chị. Hết đinh sam rồi em lên me cho mình ha. Đây đa dạng mặt hàng cho cô chú anh chị dễ lựa chọn ạ. Đây mã này là mã 23Y hiếu quý cô chú anh chị. Em xay rồi em đo thông số cho mình ạ. Đây me rất là quái luôn ha. Cũ nở nè. Cái này về ha cô chú anh chị ép vô cái chậu đẹp ha. Cái là tăng giá trị của cây liền ạ. Cây này có chiều cao là khoảng 31 ạ. Tổng cái tán dài gì là khoảng 45 hả cô chú anh chị. Đây. Em đo cái hoành thân ha. Hoành thân của cây me là khoảng 17 ạ. Đây. Hoành cũ ạ. Hoành cũ là khoảng 30 hả cô chú anh chị. Đây cây me này cũ nó gối gối lại nhìn rất là khéo ha. Đây. Cốt cành thì em cũng đã vô dây cho mình ạ. 23Y ha, 1.6 triệu ha, me trua miền Tây hả quý cô chú anh chị. Đây, những cái cây me mà nó thân nó to mà nó cũ nó gói gì ha, nuôi lâu lắm á cô chú anh chị, cây nào cũng có đế hết ha. Về cô chú anh chị trồng vô một cái chậu đẹp ha, nhìn cây rất là đẹp ha, 23Y 1.6 triệu ạ. Rồi xuống cây giùm em ha. Cây nhà em bán đều là bao sống bao ship cho cô chú anh chị hết ha. Cô chú anh chị yên tâm đi ha, cây có vấn đề gì thì liên hệ với em ha. Đây là 24Y cũng là một cây me chua miền Tây hết cô chú anh chị. Cây nó lắc lượng nó gói lại nhìn rất là khéo luôn nè cô chú anh chị ơi. Đây 24Y ha. Rồi để em xay rồi cái em đo thông số cho cô chú anh chị tham khảo ha. Cây này có chiều cao là khoảng 27 ạ. Cái tán ngang tương đối gì là khoảng 42 ha. Về cô chú anh chị trồng ép vô cái chậu ha. Hoành thân là gần 20 em tính 19 đi ha cô chú anh chị. À, đế dưới đây có đế luôn, nguyên một cái củ nó gối nha. Nó gối với nhau thằng nó gối gối với nhau luôn nè cô chú anh chị. Nhìn quái quá trời luôn ha. 24Y ha là 1.6 triệu ha. Đây. Xương cành gì em cũng đã vô dây cho mình hết ha. Đây để em nghiêng nghiêng cho cô chú anh chị tham khảo cái dàn xương ha. Đây, cây nó có một cái mặt cắt ngay chỗ này thôi ha. Đây, em vô dây hoàn thiện. Rồi, 24Y 1.6 triệu ạ. Gọi xuống cây giùm em ha. Cây trong khi mà em ship cây thì em có thêm giá thể cho cây nhà mình đi an toàn ha. Nên cô chú anh chị yên tâm đi ha. Cây thì gỡ khoảng một tuần lễ mới tới nơi nha cô chú anh chị. Đây, tại dịch đó, cây nó đi hơi chậm ạ. Nhưng mà em sẽ gói cây an toàn cho cô chú anh chị ạ. Đây. Me này đi thì nó cũng sẽ bị rụng lá ha cô chú anh chị. Cây này có chiều cao là khoảng 25 ạ. Tổng tán ngang gì là khoảng 42 ạ. Đây. Rồi. Em kiếm chỗ nào em đo cái thân mà cũng không đo được. Thân nó dính với nhau hết trơn rồi. Dạ cái thân là gần 20 em chín 19 ha cô chú anh chị. Rồi nguyên một cái củ, nguyên một cái củ gì nè, hai cái tay em ha. Ôm nó không giáp ha. Đây. Nó rất là lớn luôn, nó lắc lượng, nó gói nó dính với nhau luôn rồi ha. Đây. Rồi, dạ mã 25Y ha, cũng là 1.6 triệu em bao ship cho mình luôn ha cô chú anh chị. Me ha. Để em dở lên cho cô chú anh chị tham khảo dàn xương ha. Đây, củ rất là quái ạ. 25Y 1.6 triệu ha. Em bao ship luôn ạ. Gọi xuống cây ha. Cô chú anh chị. Dạ hết me rồi, em lên cần thân ha cô chú anh chị. Mua cây nhớ chốt đúng mã số ha và thích cây nào loại gì thì liên hệ với em ạ. Dạ 20 mã này là mã 26Y ha cô chú anh chị. Em lên tiếp là cần thân ạ. Clip này em được 2 cây ạ. Cây này có chiều cao là khoảng 27 ạ. Tán ngang tương đối gì là khoảng 37 ạ. Cái hoành cũ gần thân này là khoảng 27 luôn ha cô chú anh chị. Cây này là 700.000 ha, 26Y ạ. Dạ khi ship em ship chậu cho mình luôn ạ. Đây. 26Y ha, 700.000 ạ. Cần thân ạ. Rồi xuống cây giùm em ha. Cây này cũng 700.000 luôn, 27Y ha cô chú anh chị. Cũng là cần thân ạ. Đây.
Rồi để em đo thông số ạ. Cây có chiều cao là khoảng 27 ạ. Tán ngang tương đối gì là khoảng 34 ạ. Cái hoành cũ ạ. Dạ cái hoành cũ là khoảng 28 hướng chú anh chị. Mã số 27 y ha, là một cây cần thăng ha, 700 ngàn em cũng bao ship cho mình luôn ạ. Em xây rồi em xuống cây ha cô chú anh chị, cái nào mình không rõ thì mình liên hệ với em ạ. Rồi, rồi xuống cây ạ. Để em chụp hình cho nó rõ thêm ạ. Dạ tiếp theo 28 y ha, em có một cây lâm dồ hay còn gọi là bồ đề trắng quý cô chú anh chị. Đây. Cây thì đã sống khỏe và em cũng đã vô dây cho mình ạ. Cái này về mình gắn thêm tiểu cảnh thì đẹp lắm ha quý cô chú anh chị. Đây, cây có chiều cao lên tới chót á, đọt ở trên đây là khoảng 38 ha. Rồi tới cái phôi là khoảng 27 ha cô chú anh chị. Tới cái mặt cắt ngay chỗ này ha. Dạ rồi, em đo nguyên một cái hoành cũ ha. Đây, nguyên một cái hoành cũ thì khoảng 50 ạ. Dạ cây này là mã 28Y ha, là 600 ngàn em bao ship cho mình ha. Một cây lâm dồ hay còn gọi là bồ đề trắng ha quý cô chú anh chị. Cái này về mình gắn thêm tiểu cảnh ha, rất là đẹp. Cây này là những cây khai thác á, nên nó có những cái quết lũa lũa như gì nè cô chú anh chị ơi. Nhưng mà nhìn nó sam cứng rồi nên cũng không có bị gì hết ha. Rồi xuống cây giùm em ạ. Dạ tiếp theo là 29 y quý cô chú anh chị. Em có một cây bằng lăng ghép tường quy ạ. Cái này em ghép 4 bo mà hai màu hả quý cô chú anh chị. Màu đỏ huyết long và màu hồng ạ. Đây. Cây là sống khỏe hết rồi, em ghép thì là 5-6 tháng nay nó cũng đã liền lạc rồi. Cây có chiều cao lên tới cái mặt cắt là khoảng 26 nha, lên tới cái chót trên đây là khoảng 55 ạ. Đây. À, tán ngang như gì là khoảng 50 ạ. Em đo nguyên một cái hoành đế cho cô chú anh chị tham khảo ha. Nguyên một cái hoành củ đế gì là khoảng 58 ạ. Rồi để em đo một cái hoành thăng ạ. Một cái hoành thăng gì là khoảng 27 ha. Cô chú anh chị nhìn ha, những cái bo ghép đó, nó đã dính liền hết trơn luôn rồi nè cô chú anh chị. Và những cái mặt cắt đó, thì nó cũng đang kéo thẹo lại từ từ ạ. Dạ mã 29 y ha, một cây bằng lăng ghép tường vi ha, 900 ngàn em bao ship cho mình ạ. Và khi ship thì em không có ship chậu ha, em bó bầu cho cây nhà mình đi an toàn ạ. Màu này là màu đỏ ha quý cô chú anh chị. Đây là tường vi huyết long ạ, màu đỏ rất là đẹp ạ. Rồi xuống cây luôn ha quý cô chú anh chị. Dạ 30 y quý cô chú anh chị, em cũng có một củ bằng lăng ạ, ghép tường vi ạ. Cái này là mình dạng mình để bàn ha. Cái này là em ghép tường vi huyết long ạ. Đây. Em đo chiều cao ạ. Chiều cao lên tới cái phôi mặt cắt ha là khoảng 20 ạ. Còn lên tới cái chót tường vi là khoảng 50 ạ. Em đo cái hoành củ bằng lăng ạ. Hoành củ bằng lăng á là khoảng 50 ha quý cô chú anh chị. Rồi gì? Là khoảng 48 ạ. Đây. 48 ạ. Củ thì nó liền lạc hết ha. Cái củ này là liền lạc nè, cái củ bằng lăng này nè. Dạ cái củ này 450.000 em bao ship cho mình luôn ạ. Mã 30Y ha. Rồi em xuống cây ạ. Mã 31Y ha cô chú anh chị. Em bán một cái combo 5 cây gì 1 triệu đồng cho cô chú anh chị luôn ha. Đây em bao ship luôn ạ. Đây là một cây dúi ha quý cô chú anh chị. Một cây bồ đề trắng ha. Cây này nó nhỏ nhưng mà nó rất là đẹp ha. Về mình chơi thêm tiểu cảnh ha. Cây em cũng đã vô dây ạ. Và một cây bồ đề ha, cái này là bồ đề đỏ ha cô chú anh chị. Đây là bồ đề đọt đỏ ạ. Cái thằng đây là chưa có vô dây ha, nhưng mà cái thằng rất là quái ạ. Và một cây linh sam siêu bông ạ. Đây cây này em vô dây ha. Và một cây ổi tàu ha quý cô chú anh chị. Đây. 5 cây 1 triệu đồng ha. Em đo thông số hạo hạo đi ha. Cái nào mình không rõ thì liên hệ với em chụp hình cho rõ ạ. Bồ đề này nè có hoành cũ là khoảng 28 ha cô chú anh chị. Đây là bồ đề trắng ha, còn đây là bồ đề đọt đỏ ạ. Bồ đề đọt đỏ thì có hoành thăng khoảng 14 ạ. Đây. Rồi, tới cây linh sam siêu bông ạ. Linh sam siêu bông thì có hoành thăng bằng lớn hơn ngón tay cái của em ha. Thăng thì đắt lượng ha. Đây em dở lên cho mình nhìn cho rõ ha. Rồi, đây là một cây dúi ha quý cô chú anh chị. Đây. Cây dúi này để em đo. Cái hoành thăng của nó là khoảng 18 ạ. Đây. Còn một cây ổi nữa. Đây một cây ổi lá trung ạ. Ổi này đế nở luôn ha. Em đo hoành thân cây ổi ạ. Hoành thân cây ổi em đo trên đây là khoảng 15 ha. 5 cây như gì là 1 triệu đồng em bao ship ha quý cô chú anh chị. Mã 31. Y ha. Đây cũng là mã cuối clip của cây cảnh huy hoàng ngày hôm nay ha.
em cũng rất là chân thành cảm ơn tất cả các cô chú xa gần đã ủng hộ cây cảnh nhà em trong thời gian qua ạ. Xin chào tạm biệt và hẹn lại clip sau ạ.